Anh à, uống miếng nước cam nha. Anh, chuyến đi công tác không tốt hay sao mà thấy anh mệt mỏi quá vậy? Có chút rắc rối trong công chuyện. Rắc rối cái gì vậy? Thôi, uống hết đi rồi đi ngủ nha. Uống hết đi mà. Uống cái chất chua nó tỉnh táo rồi sao mà ngủ được. Có chuyện gì thì cũng phải nói ra chứ, để trong lòng ai mà biết được. Làm như nhà này có một mình anh á là lo lắng khổ tâm vậy đó. Em mới là người chịu đựng đây nè. Đi công tác cả chục ngày mới về, rồi bây giờ lại nói là ngày mai đi công tác nữa. Không biết có phải là đi công tác hay không, hay là đi này đi nọ với ai. Mà thằng Tôm con của anh bây giờ nó giống y chang anh vậy đó nha. Tới giờ này chưa thấy mặt mũi nó về ăn uống gì hết. Em nói riết anh thấy cha con có giá ghê. Anh tưởng đó là mỗi lần khi anh không có ở nhà em sẽ có thời gian nấu ăn nè, rồi cái em buôn bán hàng online nè, vậy là phải có thời gian rảnh hơn chứ, vui vẻ hơn chứ. Tiền bạc đối với em không có quan trọng, quan trọng là gia đình. Em cần sự bình yên cho trái tim mong manh dễ vợ của em. Tiền bạc với mẹ không quan trọng hả? Ừ. Trời ơi, mẹ nói hay quá, thả cho mẹ một like nha. Không may mẹ chi cho con một nửa tiền lời đi. Em không mua mấy ảnh xịn chụp ảnh. Dẹp. Đâu có phải là không dễ dở rồi cái muốn dụ tôi là dụ được đâu. Ha. Mẹ, con thấy nhà mình đâu có đến nỗi khó khăn lắm đâu. Mà sao con thấy mẹ cứ hùa theo tụi nó, mẹ bán hàng online chi cho cực dễ thiệt á. Ê da, không bán hàng online lấy đâu có cơm ăn hả? Tại vì con thấy gì em đó, lần sau đừng có mà hả tát chị vô mấy cái trang bán hàng của em nghe chưa. Em mà tát chị vô là chị tán em. Nhưng mà em kiếm ra tiền mà, với lại á kiếm ra tiền chứ không có xin xỏ chị nữa. Lan à, ba thấy lần này con sai đó. Gia đình mình đang bán hàng online là bán cho công ty của ba. Đúng ra là con phải ủng hộ và chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Con không làm được thì thôi mà con lại khó chịu với gia đình mình làm sao? Tại vì mấy đứa bạn con nó nói nhà mình giống như tập quá di động gì đó. Cái gì? Con ơi, cái chuyện mình buôn bán đàng hoàng, không làm phiền tới người khác, gia đình của mình đầy đủ vui vẻ là vui rồi, đúng không? Đúng rồi đó ba. Trời, ba đúng là văn minh mà còn hợp thời nữa đó. Ừ. Nếu mà ba nói vậy á thì con có cản, nhưng mà con không ủng hộ đâu nha. Ê nhỏ này, rồi sao? Tại vì ở nhà này nè, con không có bán hàng online, nên con không ăn cơm. Mẹ nói vậy thôi, chứ không ăn ở đó thì sao? Trái tim của con mong manh dễ vỡ lắm, con chịu không có nổi. Con nhỏ này, trời đất ơi, nó không ăn luôn rồi kìa mình. Nhưng mà có nhịn đói có gì đâu. Ba. Ừ? Con nghe chồng con nói á là đợt này ba đi công tác á, hai vợ chồng con sẽ tháp tùng theo ba, để có gì sẵn đi hưởng tuần trăng mật luôn đúng không ba? Đúng rồi. Đâu có được, ba đi công tác nhiều ngày như vậy thì đâu có tháp tùng đi du lịch được. Con xin nghỉ nhiều ngày như vậy, rồi cái chỗ làm á hỏi sao mà người ta không cho nghỉ việc luôn. Quan trọng á là sức khỏe của con, bầu bì mà đi như vậy ảnh hưởng đến em bé đó, hiểu chưa? Dạ. Thôi ba thấy như vậy, sắp tới sẽ có những ngày lễ, bà quyết định là cả gia đình mình sẽ đi Đà Lạt chơi, được không? Thiệt hả ba? Mọi người đi chơi gì? Dạ. Chứ tôi nghĩ tôi với Lan ở nhà không ai đi đâu á. Không đi thiệt hả? Không. Vậy thôi, bốn cho con mình đi nha. Đi đi, ba đặt cái mồ. Nói như vậy mà cũng rủ nhau đi được nữa đó hả? Không có ăn cơm gì hết trơn á. Mấy người rủ nhau đi, mấy người ăn với nhau đi. Dạ Lan đâu rồi? Mẹ với con ra ngoài ăn, nhanh lên con. Ủa ba dám đi chơi không có mẹ luôn hả ba? Hình như là ba nói đùa mà không có hề phải không? Làm sao mà ba dám đi chơi mà không có mẹ được? Không có mẹ nghe, banh xác cả nhà. Không đi. Dạ, con thấy hình như ở trước có khách á.
À, để mẹ ra coi coi ai vậy. Mẹ đang nấu ăn mà quên tắt lửa, con vô tắt giùm mẹ nghe. À, dạ dạ dạ. Để nó cháy nó khét á. Ủa, mẹ đâu nấu gì đâu mà kêu vô tắt bếp trời, gì kỳ vậy. M.T là ai vậy? Mẹ mặc đồ đẹp lắm, có khi nào mẹ hẹn hò không ta? Ngọc. Trực à. Ngọc à, thật ra thì biết bao nhiêu năm mình mới họp lớp một lần. Ngọc cầm đi Ngọc. Nếu như mà Ngọc không đi thì còn gì là vui nữa. Thôi được rồi, Trực hứa là Trực sẽ đưa Ngọc đi đến nơi về đến chốn, được chưa? Nhưng mà tại vì Ngọc bận lắm, Ngọc đi không có được đâu, Trực thông cảm nghe. Ừ, nói thật ra thì ai cũng mong Ngọc có mặt hết trơn á, nhất là Trực nè. Nếu như mà Ngọc bận quá thì Ngọc tới một tí thôi, rồi Trực đưa Ngọc về. Với lại hình như Ngọc nghe bạn bè nói là đi câu cá thôi mà, đâu phải là họp lớp gì đâu. Mà Trực cứ cố rủ chi ra bằng được vậy, không có Ngọc cũng đâu có sao. Thôi Ngọc cố gắng nha Ngọc. Chắc Ngọc hẹn dịp khác quá à, Ngọc đi cũng được. Thông cảm cho Ngọc nghe. Ngọc cũng có chuyện á, Trực về đi ha. Dạ mẹ. Hả sao con? Thấy điện thoại của mẹ có ai gọi, con sợ công việc gấp quá nên đem ra cho mẹ. Thì cứ để đi, ai gọi mẹ thì cứ để chút mẹ vô mẹ nghe. Thì có gì đâu mà phải chạy ra đưa mẹ. Mẹ. Ừ? Xe ai đẹp với mẹ? Mình nhìn chiếc xe này thấy quen quen ha. Quen cái gì mà quen, xe của người ta đi đường thôi mà. Ủa, người ta đi đường xong người ta ghé lại tặng hoa mẹ hả? Hả? Mẹ mới mua đó, đẹp không? Dạ đẹp. Ủa xong đi nấu cơm đi mà giờ này ra đây làm cái gì? Mới sáng sớm mà mẹ, mới có 8-9 giờ mà. Trưa ăn thì bây giờ con phải chuẩn bị đi chứ, để trưa mọi người trong thành viên gia đình về người ta có cơm người ta ăn. Dạ. Đi vô đi. Dạ, con mời gì? Nè, vợ chồng cháu cái gì á, nó từ miền Tây lên. Dạ. Đó, nó có đem mấy cái món quà này nè. Quà miền Tây quý lắm. Dạ. Đem lên nó tặng cho mẹ con với con. Ăn nha con. Dạ, cảm ơn gì. Ủa mẹ con đâu rồi? Dạ, mẹ con đi ra siêu thị rồi, chắc sắp về cái gì. Ừ. Nó nghe nè. Dạ, con mời dưỡng nước. Cảm ơn con nha. Dạ. Con có bị nghén không? Dạ, dạ không. Con ăn được lắm á, con khỏe lắm. Vậy thì quá tốt rồi. Dạ. Mà con nghe nói cháu dâu của dì cũng đang có em bé hả? Có bị ngén không dì? Trời ơi, đừng có nhắc tới nó nữa. Nhỏ đó nó ngộ lắm con. Nó không phải ngén như người ta. Mà nó ngén, con biết ngén gì không? Dạ. Nó ngén thèm ăn trứng. Ôi trời đất ơi, không phải ăn một trứng đâu con, mà nó ăn một lần một chục trứng. Mà phải chứ nó ăn một mình đi. Không, nó bắt nguyên gia đình ngồi nhìn nó ăn. Trời. Như vậy nó mới vui. Mà một lần nó ăn một cái nha, con tưởng tượng đi cái mùi nó chịu không nổi. Vậy mà nguyên gia đình cũng ngồi ráng ngồi vậy nè, để nhìn cho nó ăn cho hết 10 trứng luôn. Trời, công nhận nha, dì cưng cháu dâu gì quá trời luôn á. Mà bố không biết có con dâu cưng tới cỡ nào nữa. Dì nói thiệt nha, mai mốt mà dì có con dâu nha, dì cưng nó dì đội lên trên đầu luôn á. Thôi ai là con dâu gì chắc có phước lắm á. Mà mẹ con á, bà cũng thương con vậy chứ bộ. Tại cái tánh của bà nó hơi cái kiểu mà ra hoa vậy thôi. Con yên tâm đi, bà ra hoài thời gian cái bà hết chuyện cái bà dễ thương à. Con á thì con muốn làm cho mẹ con vui lắm, nhưng mà con không biết làm cách nào hết á gì. Con chịu khó đi, cái tánh bà hơi khó chịu chút xíu thôi. Vì làm bạn với bà mấy chục năm nè mà con chịu không nổi với bà luôn á. Biết sao không, nhiều khi á dì đang ngồi chơi với bà nè, bà muốn đuổi gì về nào gì được về đó. Uống cà phê cũng vậy nữa, đang ngồi uống tự nhiên giận ngang bỏ về vậy đó.
tánh mưa nắng nắng lắm. Nhưng mà vậy đó, thiện lắm, cái tâm thiện lắm, không có cái gì hết trơn, con đừng có lo. Dạ, dì với mẹ con thân nhau vậy á, thì chắc chuyện gì cũng có thể tâm sự nhau hả dì? Cái chuyện gì bà cũng nói cho dì biết hết trơn á. Dạ. Ngoài cái chuyện mất mặt thôi. Mất mặt là sao dì? Tịch nè.